Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 7 ngày tới tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, gặp thời phất mạnh, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, tiền vàng cứ thế ào ào kéo về nhét chật két, trả sạch nợ nần, giàu sang phú quý bám thân, an nhàn hưởng phúc lớn. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi có đôi lời gửi đến tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Trong cuộc sống, khả năng chịu đựng áp lực là một kỹ năng quan trọng, nhưng cũng đừng quên rằng việc này có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi, đôi khi cần phải biết buông bỏ, biết thản nhiên và bình lặng trước mọi thách thức. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi điều, nhưng có thể kiểm soát cách ta đối phó với chúng. Hãy đối diện với mọi tình huống một cách bình thản, không oán trách, không buồn bã, không than thở và không trách phận. Đừng quá mãi mê suy nghĩ về quá khứ và những lỗi lầm đã xảy ra. Quan trọng hơn là học từ chúng và tiến lên với niềm tin và sự quyết tâm. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và thách thức, nhưng đó cũng là điều làm cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống. Hãy luôn lạc quan và tìm kiếm những hy vọng dù là nhỏ nhất để tiếp tục bước đi trong hành trình của mình. Dù gặp phải thất bại, đừng bao giờ sợ hãi thử thách mới. Hãy kiên nhẫn và cố gắng. Nếu không thành công, hãy nhớ rằng đây chỉ là bước đệm để ta học hỏi và tiến xa hơn trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ và luận giải về tử vi của người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới 2024. Chúng tôi sẽ giúp quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần tránh được ba hiểm họa này, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Kỷ Mùi có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý bản mệnh sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời giàu có viên mãn. Quý khán giả thân mến, người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 đã trải qua một hành trình cuộc đời không hề dễ dàng, sinh ra trong những năm tháng đầy biến động. Họ phải đối mặt với vô vàn thử thách từ rất sớm, mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều mang đến những bài học và trải nghiệm, khiến họ trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Trong thời niên thiếu, tuổi Kỷ Mùi thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm định hướng cho tương lai. Họ không chỉ phải vật lộn với áp lực từ gia đình mà còn phải chinh phục chính bản thân mình. Có những lúc những nỗ lực của họ dường như không được đền đáp, dẫn đến cảm giác thất vọng và chán nản. Nhưng chính trong những lúc khó khăn ấy, họ đã học được bài học quý giá về sự kiên nhẫn và nghị lực. Bước vào độ tuổi trưởng thành, cuộc sống không ngừng thử thách họ bằng những khó khăn trong công việc và mối quan hệ. Tuổi Kỷ Mùi không ngừng tìm kiếm cơ hội, đôi khi phải đối mặt với sự thất bại và đau khổ. Nhưng mỗi thất bại lại trở thành một viên gạch xây dựng cho những bước đi tiếp theo. Họ biết rằng thành công không phải đến từ may mắn mà là từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Giữa những gian truân ấy, họ vẫn luôn giữ trong lòng một niềm hy vọng,
Niềm tin vào bản thân và sự quyết tâm vượt qua khó khăn đã giúp họ dần dần đạt được những điều mình mong muốn. Thời gian trôi qua, những nỗ lực của tuổi Kỷ Mùi đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Họ đã có được một công việc ổn định, một gia đình ấm áp và những người bạn chân thành. Dù cuộc sống chưa hoàn hảo nhưng họ biết mình đang sống trong đủ đầy. Tại thời điểm hiện tại, người tuổi Kỷ Mùi đã có những trải nghiệm và bài học quý giá. Họ hiểu rằng cuộc sống không phải chỉ để chạy đua theo những tiêu chuẩn xã hội, mà còn để tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản dị. Họ biết trân trọng những gì mình có và học cách sống biết đủ. Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần phấn đấu, nhưng thay vì so sánh mình với người khác, họ chọn cách nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính của sự biết ơn và hài lòng. Họ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa vời mà chính là ở những khoảnh khắc bình dị, ở những tiếng cười trong gia đình, ở những cuộc trò chuyện chân thành với bạn bè. Với tuổi Kỷ Mùi, hành trình cuộc đời chính là một bức tranh sống động với những gam màu sáng tối đan xen. Họ đã trải qua nhiều gian truân, nhưng chính những gian truân đó đã tạo nên một con người kiên cường và đầy nghị lực. Hạnh phúc hiện tại không chỉ đến từ những thành tựu vật chất mà còn từ sự bình yên trong tâm hồn. Với họ, biết đủ chính là bí quyết để sống hạnh phúc và trọn vẹn. Tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 cầm tinh con dê trong số 12 con giáp. Tuổi Kỷ Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Kỷ Mùi 1979 thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận, chu đáo, mang nhiều hoài bão. Đặc tính của can kỷ. Một số Kỷ Mùi ít muốn đảm trách đại sự, thích an phận thủ thường. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên thượng quả, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi điều thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Kỷ Mùi luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Người thiên thượng quả rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng quả mà có nhiều các tinh tại mệnh, nếu đứng ngôi chủ và thời bình, bàn dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng quả mạng Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới. Tuổi Kỷ Mùi là những người thiên sống về nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Kỷ Mùi không là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một người sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Kỷ Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tính cách của người Kỷ Mùi khá thăng trầm, thận trọng trong mọi việc. Dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy củ theo từng bước, chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng, chăm sóc cho mọi người nên hiếm khi xảy ra tranh cãi bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội, hay lo lắng nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Tính cách người tuổi Kỷ Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu. Chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã. Tuổi Thân, nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng, khi lạnh. Với người mình yêu, Kỷ Mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt. Dù đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu. Dù phải từ bỏ công việc học hành thì họ cũng không màng. Dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức. Đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thắm thiết hơn, luôn một lòng, một dạ cùng người ấy, gây dựng tổ ấm gia đình. Tuổi Kỷ Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hão huyền hoặc xa rời. Thực tế,
Họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát, trong lành của thế giới tự nhiên, cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim, tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư dẫy dùng giữa biển khơi. Kỷ Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ, vất vả. Những người này rất tốt bụng, sẵn sàng sẽ chia tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó thì Kỷ Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Tuổi Kỷ Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ. Thậm chí, Kỷ Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống, bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình. Kỷ Mùi được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Họ là những công tử phân minh khi làm việc, tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Kỷ Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải vì họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu áp lực quá lớn của công việc. Tuổi Kỷ Mùi rất biết tôn trọng, tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên mà luôn cố gắng hết sức mình, bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định hành. Sự cẩn trọng, dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ, thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại, thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch, mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người Kỷ Mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Người tuổi Kỷ Mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ Mùi thường rất được mọi người yêu mến vì sự từ tốn và tính cách hiền diệu của họ. Họ là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế, họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ với cuộc sống sung sướng đủ đầy, tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của Kỷ Mùi có nhiều biến động, đặc biệt về vấn đề tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, rồi tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vĩnh cửu. Vận số cuộc đời tuổi Kỷ Mùi có thăng, có trầm, thời trẻ nhiều vất vả nhưng đa số về già có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung niên là lúc vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi thay đổi sang một giai đoạn mới. Tuổi Kỷ Mùi thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, quan hệ xã hội cũng tương đối tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn không những biết xử lý tình huống khéo léo mà còn biết cách giao tiếp, biết trước, biết sau, khiến ai cũng thoải mái, dễ chịu. Nhờ vậy mà bất kể làm việc gì, tuổi Kỷ Mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ. Sự nghiệp không những ổn định, tài vận dồi dào mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa. Càng lớn tuổi càng sống thoải mái và an nhàn. Người tuổi Kỷ Mùi nữ mệnh thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Cuộc đời của Kỷ Mùi nam mệnh được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều, nam Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, hãy nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn.
Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới 2024. Đúng 7 ngày tới đang mở ra trước mắt người tuổi Kỷ Mùi những cơ hội, đồng thời cũng không ít thách thức với sự ảnh hưởng từ nguyệt lệnh dưỡng. Bản mệnh đặc biệt được thôi thúc trong việc mở rộng hiểu biết, nâng cao tri thức và kinh nghiệm sống. Đây không chỉ là những bài học từ sách vở hay kiến thức bề ngoài, mà là sự tích lũy từ chính những trải nghiệm thực tế mà bạn đã và đang trải qua. Dù cho hành trình hiện tại có những gập ghềnh, thăng trầm, người tuổi Kỷ Mùi không hề cảm thấy nản trí, thay vì lo nghĩ nhiều về khó khăn. Bạn chọn đối diện chúng bằng một tâm thế kiên cường, bình thản. Điều này đã và đang sẽ giúp bạn không ngừng phát triển và trưởng thành. Qua từng bước, bản mệnh sẽ nhận thấy rằng thời điểm này mang theo những dấu hiệu tích cực cho sự chuyển mình. Những ước mơ bạn từng ấp ủ bấy lâu nay có khả năng sẽ bắt đầu hiện thực hóa thông qua sự cố gắng và kiên trì không ngừng của mình. Con đường đã chọn sẽ không trải đầy hoa hồng, nhưng đằng sau mỗi khó khăn là một cơ hội, và nếu bạn giữ vững niềm tin, sẽ có lúc bạn ngạc nhiên về những gì mình đạt được. Đây cũng là giai đoạn bạn nên dành nhiều thời gian cho việc xác định rõ ràng hơn về mục tiêu, hướng đi mà mình thực sự mong muốn. Có thể rằng những biến cố xảy ra trong thời điểm này sẽ trở thành một phép thử cần thiết để bạn hiểu rõ bản thân mình hơn và từ đó phát triển hướng đi đúng đắn. Thời gian này, hung tinh ngũ quỷ có khả năng gây ra những phiền toái trong giao tiếp. Người tuổi Kỷ Mùi dễ gặp phải tình huống bất ngờ, như việc lời nói hoặc hành động vô ý bị hiểu nhầm. Bạn có thể đối diện với sự cạnh tranh không lành mạnh hoặc những lời đồn thổi vô căn cứ từ những người không thiện chí. Điều này là dấu hiệu bạn cần cẩn trọng hơn khi giao tiếp, đặc biệt là trong môi trường công việc và xã hội. Thay vì để những điều đó làm mất hòa khí, bạn hãy khéo léo xử lý bằng sự bình tĩnh, lắng nghe nhiều hơn và hạn chế phản ứng quá nhanh. Sự mềm mỏng, nhẹ nhàng chính là chìa khóa giúp bạn tránh xa được những rắc rối không đáng có và giữ vững các mối quan hệ xung quanh. Hãy nhớ rằng, sự khéo léo trong cư xử sẽ giúp bạn gỡ rối nhanh hơn bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào. Thời điểm này, thiên tài chiếu mệnh mang đến may mắn về tiền bạc cho người tuổi Kỷ Mùi. Đây là cơ hội tốt để bạn nhận được khoản thu nhập thêm nhờ vào công sức và nỗ lực của chính mình. Sự cố gắng lâu nay có thể sẽ được đền đáp qua một khoản thu bất ngờ hoặc một khoản đầu tư trước đây mang lại kết quả tích cực. Điều này không chỉ giúp cuộc sống của bạn ổn định, mà còn là nguồn lực để bạn chia sẻ, hỗ trợ những người xung quanh. Hãy sử dụng khoản tiền này một cách hợp lý, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người thân yêu, hoặc góp phần vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Sự rộng lượng và tình thương sẽ mang đến cho bạn những mối quan hệ tốt đẹp và niềm vui không ngờ. Đừng quên rằng, sự sẻ chia không chỉ là cho đi mà còn là cách để tạo dựng phước lành cho chính mình. Đúng 7 ngày tới này, bản mệnh sẽ đối diện với một số vấn đề liên quan đến sức khỏe của bản thân hoặc người thân trong gia đình. Điều này có thể khiến bạn phải lo lắng, tiêu tốn không ít thời gian và công sức. Một số dấu hiệu bất ổn về thể chất có thể xuất hiện, nhắc nhở bạn cần chú ý đến chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ. Đặc biệt, nếu trong gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, hãy dành thời gian quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng. Việc lo lắng và dành nhiều thời gian cho gia đình là điều quý báu, nhưng bạn cũng đừng quên tự chăm sóc bản thân. Bản mệnh cần chú ý đến việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Đừng để những lo âu, áp lực tác động quá nhiều đến tinh thần. Đôi khi một khoảng thời gian thư giãn sẽ giúp bạn tái tạo năng lượng, sẵn sàng đón nhận những thử thách tiếp theo. Đúng 7 ngày tới này, người tuổi Kỷ Mùi đang ở trong giai đoạn chuyển mình quan trọng, vừa có những thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội. Chìa khóa để thành công là sự bền bỉ, sự khéo léo trong giao tiếp và sự rộng lượng đối với bản thân và mọi người xung quanh. Những khó khăn không làm giảm đi năng lực và quyết tâm của bạn, mà ngược lại sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, phát triển một cách toàn diện hơn. Cuộc sống luôn là một hành trình dài, và khi mỗi tháng trôi qua, những gì bạn tích lũy được sẽ trở thành hành trang quý báu. Hãy đón nhận thời điểm này với tâm thế cởi mở. Bạn sẽ thấy rằng mọi điều xảy ra đều mang lại những bài học ý nghĩa và những cơ hội để bạn vươn xa hơn. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, người tuổi Kỷ Mùi sẽ bước vào một thời kỳ mà sự nghiệp mang đến không ít thử thách. Khi ngũ quỷ gây ảnh hưởng sâu sắc làm con giáp này có thể nhiều lần cảm thấy mất phương hướng.
Những mối bận tâm từ công việc hiện tại có thể khiến bạn không khỏi phiền lòng, nhất là khi một vài sai lầm trong quá khứ bắt đầu để lại dấu vết, yêu cầu bản mệnh phải tập trung xử lý. Nhưng hãy nhớ rằng, những gì đã xảy ra không thể thay đổi, chỉ có thái độ hiện tại mới giúp bạn giải quyết vấn đề một cách vững vàng. Đất dưỡng nhập mệnh mang đến cho tuổi Kỷ Mùi một sức sống mãnh liệt, tiếp thêm động lực để bạn không ngại đương đầu với mọi thử thách. Sự ngoan cường, kiên nhẫn của bạn là tài sản lớn nhất, giúp bạn bước tiếp mà không hề bị lay động, dù những biến cố, khó khăn có xảy đến. Với tinh thần cởi mở và khát khao học hỏi, bạn luôn tin rằng mỗi trải nghiệm đều là bài học quý giá, và chính thái độ tích cực này đã giúp bản mệnh tiến xa hơn, không ngừng rèn luyện bản thân để trưởng thành, chín chắn hơn. Đặc biệt trong thời gian này, khả năng giao tiếp của người tuổi Kỷ Mùi trở thành một lợi thế lớn. Khi biết sử dụng khéo léo ngôn từ và truyền tải thông điệp rõ ràng, bạn dễ dàng thu hút được sự ủng hộ, giúp đỡ từ người khác dù trong công việc hay cuộc sống. Nếu trước đây bạn từng thu mình, ngại chia sẻ, thì thời điểm này sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn bước ra khỏi vỏ ốc của mình, thể hiện bản thân một cách tự tin hơn. Những người xung quanh sẽ nhận thấy một Kỷ Mùi cởi mở, nhiệt tình và đáng tin cậy, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Đúng 7 ngày tới cũng là thời điểm tốt để người tuổi Kỷ Mùi áp dụng sự linh hoạt và sắc sảo của mình trong công việc. Dù có những lúc cảm thấy căng thẳng, nhưng bằng khả năng giao tiếp thông minh, bạn sẽ biết cách hòa giải và tạo không khí thoải mái trong môi trường làm việc. Đây là lúc bạn nên tập trung vào các công việc cấp bách, những dự án đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tinh thần dấn thân và đôi khi cần sự mạo hiểm. Người tuổi Kỷ Mùi cũng nên chú trọng giữ vững sự lạc quan vốn có của mình. Bạn hiểu rằng những thử thách hiện tại chỉ là tạm thời và luôn tin vào khả năng vượt qua mọi khó khăn. Chính sự bình thản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên định sẽ giúp bản mệnh bước qua mọi rào cản. Bạn không bao giờ quên rằng cuộc sống giống như một dòng chảy tự nhiên, đôi lúc có gành đá hay dòng chảy xiết, nhưng nếu biết thích ứng, bạn sẽ nhanh chóng tìm được lối đi riêng, hướng về những thành công mà mình mong muốn. Đúng 7 ngày tới này là thời gian người tuổi Kỷ Mùi cần nhìn lại, rút kinh nghiệm từ những sai lầm và tiếp tục hành trình bằng tất cả sự nỗ lực và quyết tâm. Bản mệnh sẽ tìm thấy niềm vui trong chính sự kiên trì và lòng tin vững chắc vào bản thân. Điều này không chỉ mang lại cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ hơn trên con đường dài phía trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới mở ra với sự hiện diện của sao Bát Bạch nhập cung chính Tây, báo hiệu tuổi Kỷ Mùi sẽ có dịp đón nhận nhiều tài lộc và cơ hội tài chính quý giá. Đây là khoảng thời gian con giáp này cần tinh tế trong việc nắm bắt từng cơ hội vàng mà vận mệnh mang lại. Cánh cửa của may mắn không phải lúc nào cũng rộng mở, nhưng trong thời điểm này, những dấu hiệu tích cực cho thấy tài vận của bạn đang trên đà hưng thịnh. Chỉ cần bạn đủ nhạy bén và tự tin bước qua những cơ hội tài chính hiện ra trước mắt tuổi Kỷ Mùi như những tia sáng le lói trong màn đêm, mời gọi bạn đến gần hơn, mạnh dạn và liều lĩnh một chút để nắm bắt. Đây không chỉ là lúc để bạn lặng lẽ chờ đợi mà cần phải chủ động tiến lên, đặt cược vào những dự án có tiềm năng để biến những ước mơ thành hiện thực. Bản mệnh cần một chút can đảm để tiến tới, vì đôi khi chính sự liều lĩnh sẽ đưa bạn đến với những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Đối với nhiều người tuổi Kỷ Mùi, khi hiểu rõ mục tiêu của mình từ sớm, việc cân đối giữa sự nghiệp và tài chính đã trở thành một phần của hành trình tiến bước đến đỉnh cao cuộc sống. Những gì mà bạn đạt được trong thời điểm này không phải là vận may từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và những lần mạo hiểm khôn ngoan. Bạn đã gieo niềm tin vào từng dự án nhỏ lẻ, từng bước đầu tư mà bản thân lựa chọn, và giờ đây, một trong ý tưởng đang đem lại trái ngọt, chính sự bền bỉ và khả năng nhận diện cơ hội đã giúp bạn tìm thấy nguồn tài lộc dồi dào trong vận trình tài lộc này. Tuổi Kỷ Mùi hiểu rõ một bài học sâu sắc, may mắn không phải là thứ có thể, lên kế hoạch cũng không phải là điều có thể kiểm soát. Bạn không thể đoán trước chính xác khi nào may mắn sẽ đến, nhưng bạn luôn biết cách chuẩn bị sẵn sàng, không bao giờ để lỡ một cơ hội nào xuất hiện, không đặt hết trứng vào một giỏ. Người tuổi Kỷ Mùi khôn ngoan, phân chia nguồn lực của mình vào nhiều dự án khác nhau, có thể không phải tất cả đều thành công lớn, nhưng với sự phân tán khéo léo này, bạn giữ được sự an toàn và ổn định cho tài chính của mình trong dài hạn. Chính nhờ tinh thần lạc quan và niềm tin vào bản thân mà người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặt hái được những thành công lớn về tài lộc trong thời điểm này. Bạn nhận ra rằng mỗi cơ hội tài chính dù lớn hay nhỏ đều là nền tảng cho sự giàu có trong tương lai.
từng đồng lời lãi tích lũy, từng khoản đầu tư dù nhỏ nhưng có ý nghĩa, tất cả đang hình thành nền tảng tài chính vững chắc, giúp bạn tiến gần hơn đến những giấc mơ của mình. Đúng 7 ngày tới này là một giai đoạn tài lộc rồi dào cho người tuổi Kỷ Mùi. Hãy mạnh dạn, quyết đoán và khéo léo trong từng bước đầu tư của mình. Nhờ vào khả năng quan sát tinh tế và không ngừng tìm kiếm cơ hội, bạn sẽ có một thời điểm trọn vẹn, giàu có và ổn định trong tài chính. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có phần trắc trở và nhiều điều trăn trở. Dường như với tâm trí bạn, công việc và các khía cạnh khác trong cuộc sống còn quá nhiều áp lực và sự xáo trộn, khiến bạn có lòng mà dồn hết tâm sức và chuyện tình cảm. Điều này làm cho những mối quan hệ gần gũi nhất cũng có lúc nhạt nhòa và thiếu đi sự gần gũi, khi mà thời gian dành cho nhau chưa thực sự đủ để cảm nhận và chia sẻ. Với những cặp đôi mới quen, có thể bạn đang cảm nhận một điều gì đó không thật sự chắc chắn, như thể có một rào cản vô hình ngăn cách. Đôi khi cảm giác này đến từ sự mơ hồ của mối quan hệ hoặc những do dự trong lòng, khiến bạn thiếu đi sự tự tin để bước tiếp. Dội dàng tiến xa hơn trong giai đoạn chưa rõ ràng này có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và cho nhau thêm thời gian chính là cách để bạn và người ấy hiểu nhau sâu sắc hơn. Đôi khi một chút chậm lại giúp bạn có đủ thời gian để cảm nhận xem liệu người đó có thực sự là mảnh ghép mà bạn đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc trong thời điểm có thể làm phát sinh một số xung đột trong mối quan hệ hiện tại. Có thể chỉ vì những điều nhỏ nhặt như một lần quên lời dặn của đối phương hay vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng mà nửa kia đã chia sẻ, bạn và người ấy dễ lâm vào tình huống hiểu lầm. Tưởng chừng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ, nhưng nếu không khéo léo xử lý, chúng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những cuộc cãi giả lớn hơn. Để tránh rơi vào hoàn cảnh chuyện bé xé ra to, bạn hãy tự nhắc nhở mình lắng nghe và chú ý hơn, bởi đôi khi sự quan tâm xuất phát từ những điều tưởng chừng nhưng nhỏ bé nhất. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là bạn cần chấp nhận và tôn trọng những điểm chưa hoàn hảo ở bản thân mình và ở người ấy, vì không ai là hoàn hảo. Và trong tình yêu, sự chấp nhận là điều vô cùng đáng giá. Thay vì nhìn vào những khuyết điểm để chỉ trích hay xem nhẹ nhau, bạn nên học cách đánh giá cao những nỗ lực và phẩm chất tích cực mà cả hai đã dành cho nhau. Đây là thời điểm để bạn lắng nghe, nhìn nhận lại mối quan hệ và có thể học cách mở lòng hơn, xây dựng nền tảng vững chắc cho tình cảm bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Đúng 7 ngày tới này, chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có thể không mấy êm đềm, nhưng nếu bạn biết cân nhắc, trân trọng những điều tốt đẹp ở đối phương và dành cho nhau sự kiên nhẫn, thì đây lại chính là cơ hội để tình yêu trưởng thành và sâu sắc hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới. Đúng 7 ngày tới này, tuổi Kỷ Mùi cần dành sự chú tâm đặc biệt đến sức khỏe của bản thân, bởi đây sẽ là nền tảng giúp bạn đủ sức khỏe và tinh thần để đón nhận những thử thách và cơ hội trong các lĩnh vực khác, đặc biệt trong thời điểm mà lục bạch ngụ tại trung cung. Đây là dấu hiệu nhắc nhở về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, nhất là với những ai đang phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho người thân hoặc đi xa thường xuyên. Người tuổi Kỷ Mùi có thể sẽ trải qua những giai đoạn mệt mỏi do phải quan tâm, chăm sóc cho người khác hoặc đơn giản là vì công việc đòi hỏi di chuyển nhiều dẫn đến sức khỏe thể chất bị tiêu hao. Lời khuyên từ sau lục bạch là hãy chú ý dưỡng sức, giữ gìn năng lượng cho chính mình, bởi một cơ thể khỏe mạnh mới có thể chăm sóc chu toàn cho những người mình yêu thương. Đừng quên rằng, chỉ khi bản thân đủ vững vàng, bạn mới có thể là chỗ dựa an toàn cho gia đình. Những ai phải di chuyển xa nhà cần đặc biệt lưu tâm chuẩn bị chu đáo trước hành trình của mình, từ việc mang đầy đủ các loại thuốc men cần thiết đến các dụng cụ sửa chữa cơ bản cho hành trình xa lạ. Đặc biệt khi sức khỏe không ổn định, dễ làm bạn rơi vào tình thế khó xử. Vì vậy, hãy luôn sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ. Sức khỏe là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu, và đôi khi những sự chuẩn bị cẩn thận này chính là lá chắn giúp bạn vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt trên đường đi. Đồng thời, đúng 7 ngày tới này cũng là thời điểm chuyển mùa. Tiết trời hanh khô khiến không ít người tuổi Kỷ Mùi dễ gặp các triệu chứng khó chịu như ho khan, khô da hay khô mũi. Đây là lúc cơ thể cần thêm sự bổ sung, bồi dưỡng để thích nghi với thời tiết. Lời khuyên cho bạn là hãy nhớ uống đủ nước, không cần uống quá nhiều cùng lúc, mà chỉ cần nhấp từng ngụm nhỏ, đều đặn mỗi khi thấy khát, vừa giúp cơ thể dễ chịu hơn,
vừa ngăn ngừa tình trạng khô nước da hay cổ họng. Với những ai có tiền sử bệnh mãn tính, đây cũng là giai đoạn bạn nên tăng cường thăm khám, giữ sức khỏe ổn định. Nếu cảm thấy dấu hiệu bất thường nào, đừng chủ quan mà hãy nhanh chóng tìm đến sự tư vấn y tế cần thiết. Cơ thể là món quà quý giá và đôi khi chỉ cần một chút chăm sóc tỉ mỉ cũng có thể giúp bạn duy trì sức khỏe dẻo dai, sẵn sàng cho mọi thử thách của cuộc sống. Đúng 7 ngày tới này, người tuổi Kỷ Mùi cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn. Chăm sóc sức khỏe chính là chăm sóc cho cả tương lai, vì vậy, đừng tiếc những giây phút dành cho bản thân. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, đúng 7 ngày tới 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Dự báo tử vi thời điểm này cho thấy, người tuổi Kỷ Mùi sẽ cảm nhận rõ rệt ảnh hưởng của sao ngũ quỷ, mang theo những thử thách và trở ngại trong công việc. Những nhiệm vụ hàng ngày có thể trở nên khó khăn hơn, bạn sẽ gặp phải những rào cản bất ngờ khiến cho mọi kế hoạch ban đầu không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Có thể bạn sẽ cảm thấy bối rối khi phải đối mặt với những trục trặc trong công việc hoặc những nhiệm vụ không được giao rõ ràng. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và tinh thần lạc quan. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và những thử thách này sẽ giúp bạn khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Hãy nhớ rằng, khó khăn không phải là dấu chấm hết mà là những bước nhảy vọt cho sự trưởng thành và phát triển cá nhân. Thay vì để cho những vấn đề này khiến bạn chán nản, hãy xem đây như là một bài học quý giá. Bạn có thể tự nhủ rằng, mỗi khó khăn là một cơ hội để tôi trưởng thành hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, thời điểm này đòi hỏi bạn phải chú trọng đến việc duy trì sự ấm áp và quan tâm đối với người thương. Nếu bạn đang có một mối quan hệ, hãy dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi khi, một câu nói ân cần hay một hành động nhỏ cũng có thể làm ấm lòng đối phương và giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn bùng cháy. Đối với những người độc thân, đây chưa phải là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Thay vào đó, hãy dành thời gian để tự soi lại bản thân, xem xét mong muốn và kỳ vọng của bạn đối với tình yêu. Có thể bạn cần thêm thời gian để tìm hiểu bản thân hơn. Trước khi bước vào một cuộc tình mới, đừng cảm thấy áp lực phải tìm kiếm người khác ngay lập tức. Hãy học cách yêu thương và trân trọng chính mình trước tiên. Cẩm nang dượng vận. Con số may mắn là 59, 47 và 65. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Hợi. Màu sắc cát tường là màu xanh lá và màu trắng. Lời khuyên, hãy chú trọng vào việc học hỏi và nâng cao kỹ năng cá nhân, đăng ký một khóa học mới, tham gia các buổi hội thảo hoặc đọc sách để mở mang kiến thức. Khi bạn đầu tư thời gian cho việc phát triển bản thân, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và dễ dàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra trong công việc hay cuộc sống. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ cho tinh thần thoải mái và suy nghĩ tích cực. Hãy nhắc nhở bản thân rằng, bạn có khả năng vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Miễn là bạn có quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng, hãy mở lòng với những cơ hội mới và tin rằng tương lai sẽ sáng lạn hơn khi bạn kiên trì bước tiếp. Tiếp theo là tử vi từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Người tuổi Kỷ Mùi sẽ trải qua nhiều biến chuyển trong công việc và tình cảm khác với thời điểm trước đó. Lúc này những thử thách từ sau ngũ quỷ dường như đã dịu đi, cho phép bạn bắt đầu cảm nhận sự thông suốt hơn trong các kế hoạch của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khôi phục lại sự tự tin và tìm kiếm những cơ hội mới trong sự nghiệp. Công việc sẽ có những chuyển biến tích cực hơn. Bạn có thể thấy các dự án đã bị trì hoãn đang dần được thực hiện trở lại. Những mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên tốt đẹp hơn, giúp bạn dễ dàng hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả. Hãy nhớ rằng, khi bạn duy trì được sự hòa nhã và cởi mở với mọi người xung quanh, thành công sẽ đến gần hơn với bạn. Tuy nhiên, trong mối quan hệ tình cảm, hãy cẩn trọng hơn nếu bạn đã có người yêu, có thể sẽ có những hiểu lầm nhỏ xảy ra giữa hai bạn, cần phải dành thời gian để trò chuyện và giải quyết chúng. Sự giao tiếp sẽ giúp bạn vượt qua những khoảng cách và duy trì tình yêu. Hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành để người kia cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm tuyệt vời để mở lòng hơn. Bạn có thể gặp gỡ những người bạn mới hoặc tham gia vào các hoạt động xã hội. Những cuộc gặp gỡ này có thể mở ra cơ hội tìm kiếm tình yêu,
Đừng ngại ngần thể hiện bản thân và chia sẻ những điều bạn yêu thích, bởi chính sự chân thật sẽ thu hút những người có cùng sở thích và giá trị với bạn. Cẩm nang dượng giận. Con số may mắn là 36, 25 và 72. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Lời khuyên, hãy đầu tư vào việc xây dựng mối quan hệ và mở rộng mạng lưới xã hội của bạn. Tham gia vào các buổi gặp gỡ, hội thảo hay các hoạt động tình nguyện sẽ không chỉ mang lại cho bạn niềm vui mà còn tạo ra nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để thực hiện những sở thích cá nhân. Đừng quên chăm sóc cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự thư giãn và niềm vui từ những điều nhỏ nhặt sẽ giúp bạn lấy lại nguồn năng lượng tích cực, từ đó có thể đối mặt với những thử thách trong tương lai một cách dễ dàng hơn. Đừng quên giữ một tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng của chính mình. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và để mọi thứ diễn ra theo dòng chảy tự nhiên của cuộc sống. Quý khán giả thân mến, Phật dạy nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai. Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, tức những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên kết quả, ta sẽ tự nhận lấy nhân quả, là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh, từ đời này sang đời khác. Cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hoàn biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Lời Phật dạy nhân quả không chừa một ai, vạn sự, vạn vật trên thế gian đều có nhân quả, suốt cả cuộc đời chẳng ai tránh được nhân quả của mình. 1. Những việc con người làm trời xanh đều thấu tỏ. Nhắc đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín, cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ không có thật của Phật giáo. Trong mắt những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều diễn dông. Nhưng rất nhiều câu chuyện có thật đã chỉ ra rằng điều tưởng như mê tín ấy lại đang hiện hữu từng phút, từng giờ, ngay bên cạnh chúng ta, cho nên nhân quả báo ứng là có thật. Khái niệm nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả báo nhân, tức là nguyên nhân hay nhân duyên, quả là kết quả hay quả báo. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân, hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm lặng lẽ nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết, quỷ không hay. Thực ra, mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà gánh vác trong tương lai. Nhân quả không chừa một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi một hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân nào gặp quả nấy. 2. Cách đối xử với thế giới này quyết định nhân quả nhận được. Lời Phật dạy về nhân quả rằng, nhân quả vốn chẳng chừa bất cứ ai. Nếu bạn sống cay nghiệt, người khác nhất định đối xử hà khắc với bạn. Nếu bạn hào phóng, người khác chắc chắn chẳng so đo, toan tính với bạn là bao. Nếu bạn hiền lành, bao dung, chân thành với mọi người, tất sẽ có người sẵn sàng ở bên bạn chung hoạn nạn. Còn nếu bạn vì lợi ích cá nhân, sống giả dối, hai mặt, chẳng ai muốn đến gần một người gian xảo như vậy cả. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thấu suốt được lý nhân quả trong ba đời, nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Chúng sanh là loại hữu tình, có sinh có tử, còn vô minh nên đi mãi trong dòng luân hồi. Vì chưa giác ngộ, còn mê mờ không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái nguồn gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sanh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy tham vọng, tham sân si, nói lời khẩu nghiệp để rồi đến khi quả báo xảy tới có hối hận cũng muộn rồi nhiều. Người làm việc ác, bất chấp thủ đoạn là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ người biết sợ nhân quả hiểu rằng, nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc tích đức, vinh hoa phú quý cả đời không phải một cách ngẫu nhiên mà có. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là dạy về luật nhân quả, trong hầu hết các kinh điển, mỗi lời dạy của Ngài đều hàm chứa vô số ý nghĩa, song cũng không ngoài mục làm cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được mối quan hệ giữa nhân duyên đời trước và quả báo đời sau của mình. Bởi một khi đã nhận hiểu được mối quan hệ đó, thì dù chúng ta làm việc gì, nói lời gì cũng đều sẽ phải nghĩ đến kết quả tốt hay xấu mà nó mang lại. Như vậy,
sẽ tuyệt đối không có sự làm liều, nói ẩu để rồi phải chịu hậu quả đau khổ trong hiện tại và tương lai. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 7 ngày tới 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.